đó là nơi sinh em ra, và nó có rất nhiều là ký ức về tuổi thơ, và nó cũng là nơi để giúp cho em giải tỏa những cái áp lực mang đến từ công việc, và cũng là nơi để em muốn trở về nhà nhất. Đó là một mái ấm mình yêu nhất mà để khi mỗi lần mà đi xa nhà. Thực sự em đã đi rất là nhiều nơi khách sạn rộng như chẳng hạn như khách sạn 5 sao rồi đó. Nhưng mà so với căn nhà thì nhà chính là nơi bình yên và hạnh phúc nhất. Kính thưa quý vị, là tôi đang có mặt ở thị trấn Trơn Thành, huyện Trơn Thành của tỉnh Bình Phước. Nói chính xác ra thì tôi đang đứng ngay ở trong sân của gia đình Nguyễn Phong Hồng Duy. Bây giờ thì Minh Hải xin được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy đến thăm không gian sống của một trong những cầu thủ hài hước, tài năng và bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Chào chú. Ơi, chào chú Hải. Chú khỏe không ạ? Khỏe. Đây, chúng ta bắt đầu bước chân vào không gian sống của gia đình Nguyễn Phong Hồng Duy đây. Căn nhà này chú ở đây là năm 1960, nhưng cái nhà này là xây hồi 2003, cho đến bây giờ đó. Hồng Duy sinh ra thì mình đã ở cái căn nhà này chưa? Hồng Duy cũng sanh tại đây, thì coi như là nó sanh là tại Trân Thành luôn á, ở như trong căn nhà này. Hiện tại thì ngôi nhà của em thì cũng không khác xưa gì đâu, chỉ mình mở rộng thêm cái một cái số phòng khách, thì có lẽ là sang năm mới thì em sẽ sửa thêm tiếp. Nhưng mà không gian nhất là em lại không muốn sửa, đó là cái bếp và cái phòng của bà nội. Và có lẽ là đây là một trong số những căn nhà đẹp, thoáng mát, được bày trí một cách rất đơn giản nhưng lại có điểm nhấn. Minh Hải đến đây và có một cái cảm giác rất là thoải mái, và đặc biệt là những cái kỷ vật ở đây. Những cái trang trí này lúc mà Duy nó cũng đạt được cái, cũng có một cái danh hiệu cầu thủ cũng hay rồi, xuất sắc gì đó, rồi chú mới trang hoàng như thế này cho thấy nó thoáng, nó đẹp chút xíu vậy. Có nghĩa là mỗi lần trận đấu ở các nước thì chú nó cũng có một cái kỷ niệm huân chương hoặc là cái banh hay những cái gì đó. Chú cứ mỗi lần về chú đem về chú trang trí lên, mỗi lần về trang trí lên, mỗi mùa mỗi giải rồi nó mới được nhiều như thế này, chứ hồi mới cũng không có nhiều vậy. Từ khi nào thì chú có ý tưởng là sẽ phải có một cái khu vực trưng bày như thế này? Bởi vì mình đâu có biết là một ngày nào đấy Duy thì có rất là nhiều những kỷ vật như này đâu. Đúng, chú không nghĩ là nhiều như thế này. Nhiều đến nỗi mà chú chưa treo hết, chưa có trưng hết nữa. Tại vì lúc đầu cứ đem về, ví dụ mỗi nước đem về một món quà nào gì đó, một cái vật gì đó, cái đem để lên. Biết là nhiều quá, cái phải đóng thêm, chắc phải đóng thêm cái tổng nữa mới đựng hết. Chắc là mình sẽ phải cần thêm những cái khu vực nữa thì may ra, bởi vì bây giờ Duy còn đang rất là trẻ. Cơ hội còn rất là nhiều, thậm chí là rất là nhiều cái huy chương, những cái kỷ vật mà bây giờ chúng ta vẫn còn đang cất đi, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ một trong số những cái điểm nhấn quan trọng nhất ở bên cái hộp bên này, chính là hình ảnh Duy cười khi mà làm thủ tục để đi qua ta ở học viện Aspire, một trong những học viện rất là lớn của thế giới. Giấy chứng nhận cho Nguyễn Phong Hồng Duy này. Đấy, có một tấm ảnh này, một trong những cái điểm khởi đầu cho một cái sự nghiệp lừng lẫy của Nguyễn Phong Hồng Duy sau này. Ở bên phía bên này là rất nhiều những cái áo. Những áo có chữ ký. Mấy cái áo là AFF rồi gì đó. Sau này thì Duy về Duy mới treo á. Mới treo bộ áo với cái hình chân bên đó. Phải nói là nếu mà xét trên khía cạnh kỷ niệm mà nói thì Hồng Duy là một người rất trân trọng kỷ niệm. Bởi vì là đi mỗi một giải đấu, đến mỗi một quốc gia hoặc là có bất cứ một thành tích gì thì Duy luôn có ý thức sưu tầm, giữ lại và tổ chức nó để cho chúng ta ngày hôm nay được chứng kiến một trong những cái hình ảnh phải nói rất là đầy đủ của các cầu thủ. Đây là chiếc áo vô địch của AFF Cup này, có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ này. Phía bên trong là vòng chung kết U23 châu Á này, rồi ASEAN này, rất là đầy đủ đúng không ạ? Đấy, và ở đây như rất là nhiều các gia đình cầu thủ thì cũng có một bức họa của họa sĩ Phạm Bảo Hòa tặng cho tất cả các cầu thủ của chúng ta sau vòng chung kết U23 châu Á. Đó. Tiếp tục là chúng ta thấy ở bên phía khu bên này, tôi rất là mong muốn là sẽ lấy một vài những cái kỷ vật ở bên này ra để cho tất cả chúng ta cùng tìm hiểu.
chúng ta bắt đầu tính theo múi thời gian nhé. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh này. Cái thời điểm mà cái thời. Vâng, cái thời điểm và cái bác Võ Nguyên Giáp này cũng vừa mới mất cái hồi mà thời U19. Vâng. Hồi thời U19. Đúng rồi. Rồi được đi ra ngoài đó giếng thăm bác. Vâng. Rồi con của bác mới tặng cho mỗi người phụ một cái huy chương. Chính xác là sau vòng loại của vòng chung kết U19 châu Á ở Malaysia. Thì hồi đấy là Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Và sau đấy là cả đội trong đêm ngày hôm đấy đã đến căn nhà của Đại tướng ở đường Hoàng Diệu và đã được gia đình tặng. Cái này là cái mà ở Việt Nam của chúng ta rất là hiếm, rất ít người được tặng. Ở bên trên là chúng ta nhìn thấy là cái Asian Tour của đội Arsenal. Và đấy cũng là thời điểm mà Hồng Duy được gặp giáo sư Arsène Wenger. À, là một không biết. Vâng. Và bên cạnh đây chúng ta nhìn thấy có một logo màu vàng của VFF. Đấy, chúng ta nhìn thấy là rất là nhiều những câu chuyện. Thực sự là nó nhỏ như này thôi, nhưng cái giá trị tinh thần và cái niềm tự hào là rất lớn. Bởi vì ở Việt Nam của chúng ta rất nhiều người có khả năng giành chức vô địch V-League nhưng không phải ai cũng có được cái này. Đúng rồi. Đấy, nên là Hồng Duy đã giữ rất là kỹ để mang về bảy chí ở đây. Chúng ta nhìn thấy thêm nữa. Đây. Chúng ta nhìn thấy như này là chúng ta hiểu ngay là Hồng Duy rất là chỉnh chu, đi đến mỗi một quốc gia, dự mỗi một giải đấu, luôn có những kỷ niệm. Đấy, và nếu là bây giờ mà Hồng Duy mà chỉ cần nhìn thấy một trong những cái kỷ vật này thì cả một cái bầu trời kỷ niệm sẽ ùa về. Nó nhỏ như này thôi nhưng mà nó có cái giá trị khơi gợi rất là lớn. Chúng ta có thể là nhớ những cái câu chuyện liên quan đến các trận đấu, những bàn thắng, nhưng mà chắc chắn là với Duy cái kỷ niệm nó không chỉ dừng lại ở đấy. Nó còn là những ngày tháng cố gắng, rồi thậm chí là duy trì niềm tin và chớp lấy những cái cơ hội. Ở đây có một cái logo của đội Barca. À, chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ. Barca cũng là câu lạc bộ mà Nguyễn Phong Hồng Duy của chúng ta rất là thích và rất là phù hợp với lối chơi của Hồng Duy. Thế là chúng ta thấy là Barca thì có những hậu vệ biên đá rất là hay và Hồng Duy thường xuyên xem ở trên YouTube để học thêm những kỹ năng để phát triển cái trình độ bản thân. Một cái logo rất nhỏ nhưng nó mang lại rất là nhiều những ý nghĩa cho chúng ta. Đó. Ở đây thì còn rất là nhiều những cái kỷ vật nữa. Ví dụ như là cầu thủ của chúng ta sau vòng chung kết U23 châu Á thì cũng có những cái... Đây, chúng ta nhìn thấy gặp mặt đội U23 Việt Nam của chúng ta đây. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân với một chữ ký tươi. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Ở đây có một cái mà có lẽ là rất là độc đáo. Chúng ta có thể thấy là đây là vàng. À, chúng ta thấy có một logo này, AFC 2018. Đây. Ở thành châu ở Trung Quốc ạ. Vâng, có logo và hình mặt của Nguyễn Phong Hồng Duy chạm rất là tinh xảo. Nhìn là biết ngay là Hồng Duy của chúng ta đây rồi. Tài to à. Hồng Duy thì rất là dễ nhận ra. Có lẽ là các bạn rất ít khi được nhìn thấy những cái này đúng không ạ? Đây là những cái kỷ niệm chương mà ban tổ chức của AFC Asian Cup tặng cho các thành viên của các đội tuyển tham gia vòng chung kết. Nguyễn Hồng Duy của chúng ta có một cái. Đấy, và bạn ấy đã để một cách trân trọng ở đây. Sự thiêu và thành công của các bạn đều có những ý kiến trái chiều. Thì lúc khi mà em còn thì em cảm thấy rất áp lực với suy nghĩ. Em hay chia sẻ về những áp lực đó cho bạn. Nhưng đây sẽ là một cái rất là độc đáo và tôi tin là các cầu thủ Việt Nam sẽ rất ít người có được. Đây là hình ảnh của Nguyễn Phong Hồng Duy trên chiếc xe buýt trở về từ Thường Châu. Đây chắc chắn là của fan tặng rồi. Và ở đằng sau là Thường Châu tuyết trắng. Cũng với câu chuyện liên quan đến Thường Châu thì ở đây chúng ta thấy có một cái album ảnh. Chúng ta thấy là mở ra là có đội của chúng ta này. Nhưng điều rất quan trọng là thầy Park Hang-seo để ngay cạnh Nguyễn Phong Hồng Duy. Và đây chắc chắn là của một người fan rất là yêu quý Hồng Duy. Cái này là hoàn toàn là của Phạm Bảo Hòa. Nhưng mà bạn ấy đã tổ chức thành nguyên cả một đội. Chúng ta nhìn thấy không? Đấy, tất cả mọi người đều rất đầy đủ ở đây. Đấy. Chưa bao giờ Minh Hải đến thăm một nhà cầu thủ mà lại thấy những cái kỷ vật được tổ chức một cách có hệ thống như thế này.
Và tin chắc rằng là tất cả những cái gì được coi là điểm nhấn của vòng chung kết U23 châu Á nó đều nằm ở đây hết. Một hình ảnh mang tính biểu tượng. Đỗ Duy Mạnh đã cắm lá cờ Tổ quốc, sau đó cúi lạy trước khi trở về Việt Nam. Đó, chúng ta nhìn thấy những hình ảnh vui đùa. Và tôi tin chắc với các bạn là bất cứ hình ảnh nào, Hồng Duy luôn luôn là người cười tươi nhất. Chắc chắn là như vậy rồi, vì đây là một cầu thủ không chỉ tài năng mà rất là hóm hình của đội tuyển. Đấy, một người bạn rất thân, Công Phượng. Đấy, chúng ta nhìn thấy đầy đủ. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây là hình ảnh mà trên chiếc xe buýt này. Và các bạn hãy chú ý đến cái mũ. Mũ số 7, nói đến số 7 là nói đến Hồng Duy rồi. Đó, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đây, chúng ta nhìn thấy. Chúng tôi hay gọi Nguyễn Phong Hồng Duy là chàng trai có bộ mặt cười. Đặc biệt là các thủ môn, khi mà bị Hồng Duy chọc thủng lưới thì họ chuyển tên anh ấy thành sát thủ có bộ mặt cười. Nụ cười chết chóc đúng không các bạn? Cái album ảnh này nó gói gọn rất là nhiều những cái câu chuyện. Và hoàn toàn là để cho chúng ta có một cái nhìn hệ thống về vòng chung kết U23 châu Á cũng như là cá nhân của Nguyễn Phong Hồng Duy. Không chỉ là có những cái kỷ vật liên quan đến quần áo, logo, mà Nguyễn Phong Hồng Duy cũng rất là cẩn thận, sưu tầm, kể cả bóng nữa. Nếu mà tôi nhìn không nhầm, quả bóng này chính là quả bóng tập của đội tuyển, bởi vì tôi nhìn thấy có rất nhiều những vết bẩn ở đây. Và đây là những cái đôi giày mà Hồng Duy đã thi đấu ở những giải đấu đó. Đây là một trong những cái kỷ vật của một người cũng có tên là Bóng Đức. Đấy là anh Nguyễn Phú Đức, là chủ tịch của đội bóng Futsal FC Metro, là người mà chơi rất là thân với Hồng Duy và có ảnh hưởng rất lớn đến những cái suy nghĩ, sự chuyên nghiệp của Hồng Duy. Và anh đã tặng cho Hồng Duy với một cái lời nhắc nhở. Đây là chúng ta nhìn thấy nó bằng vàng đúng không ạ? Nhìn màu vàng, tức là cầu thủ là luôn luôn phải giữ cho mình một cái tố chất quan trọng nhất, nó giống như là một cái chất vàng vậy. Và bên cạnh đấy là có một quả bóng, luôn luôn nhắc nhở anh em là phải cố gắng tập trung cho sự nghiệp của mình để phát triển. Chúng ta đến với mọi gia đình thì rất hay thấy cái tem này. Đây là tem của Bưu điện Việt Nam tặng cho các cầu thủ chúng ta trước khi tham dự AFF Cup năm 2018. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh cận ở đây. Đây là được biểu tượng là thỉnh lý đỉnh cao rồi. Nhưng ở đằng sau này còn rất nhiều những giấy khen khác. Không biết là liệu chú có còn đủ nhớ được tất cả những cái bằng khen, giấy khen này không đây? Nhiều lắm. Cái này thời còn học sinh. Thực ra các cầu thủ của chúng ta rất nhiều người học giỏi, nhưng để giữ được cái này là cả một câu chuyện. Chứng tỏ là công tác tư liệu của cá nhân Hồng Duy cũng như gia đình là rất là lớn. Tiểu học Trơn Thành khen tặng em Nguyễn Phong Hồng Duy đạt học sinh giỏi học kỳ 1 năm 2004. Rất là lâu rồi. Đó. Tiếp tục. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nguyễn Phong Hồng Duy, trường Lương Thế Vinh, hạng nhất bộ môn chạy 100m nam. Đấy là lý do vì sao chúng ta thấy là trên sân Hồng Duy chạy như một vận động viên điền kinh, đúng không ạ? À, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Tiếp tục, giấy khen em Nguyễn Phong Hồng Duy, trường Lương Thế Vinh, hạng nhất môn chạy tiếp sức 4x100m nam. Tức là cá nhân hay là tập thể, 4x100m, Hồng Duy vẫn là người vô địch. Các bạn thấy nể chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta đã thấy có điền kinh rồi đúng không ạ? Chạy 100m cũng là vô địch, 4x100m cũng là vô địch. Và đây, nhảy cao cũng là vô địch. Nhảy cao là nó có tố chất để đánh đầu ấy chú nhỉ. Nhưng điều quan trọng là cầu thủ vẫn luôn luôn cần có một đôi chân. Một đôi chân phải thực sự khéo léo. Và đây là hạng nhất bộ môn đá cầu. Đá cầu đơn nam đôi nam thì nhất không? Em nghĩ nó ảnh hưởng từ ông nội của em. Là tại vì em cũng nghe ba em kể là từ lúc ông nội của em là đam mê thể thao rất nhiều. Sau đó là ba của em. Nói tóm lại là Nguyễn Phong Hồng Duy của chúng ta tất cả cái này đều là vô đối hết. Đấy. Chính bởi vì lý do đó chứ là chúng ta thấy là Hồng Duy đã có một bộ sưu tập rất là tuyệt vời. Nhưng cái điều tuyệt vời là bạn ấy vẫn giữ được tất cả những cái kỷ vật này.
thực sự là đáng nể. Sau này khi mà lớn lên thì em cảm thấy sau những cái buổi mà giờ học đi về hoặc là giờ thể dục giờ trưa hoặc giờ chiều, em cảm thấy thì mình lúc nào cũng đam mê với cái bóng, mình lấy bóng ra mình đá. Thì đó là em được biết, em biết mình đam mê bóng đá và em quyết định theo đuổi nó. Lúc đó thực sự còn tuổi còn rất nhỏ để suy nghĩ là mình có thể xác định được công việc của mình như thế nào. Tại vì tại lúc đó có rất là nhiều bạn cùng trang lứa với em, họ cũng vừa thi vào đây nhưng mà họ không được thì họ lại về. Thì em cũng suy nghĩ đến cảm, bây giờ thì em cũng có suy nghĩ đến cảm giác đó. Và khi mà đứng trước với những cái thành chiến tích bây giờ thì em cảm thấy mình thực sự rất vui, hạnh phúc và tự hào về cái gì mình đã làm được. Đây là chúng ta nhìn thấy còn rất nhiều tấm huy chương. Trên này thì có một cái chắc là mình cũng chỉ ở đây cho các bạn thôi. Đây là huy chương bạc của vòng chung kết U23 châu Á. Đây là giải Fair Play. Đây là chiếc vô địch AFF Cup. Đấy, tất cả đều diễn ra trong năm 2018. Bên này là những cái mang tính nền tảng các bạn ạ. Những cái giải đấu của U21 báo thanh niên này. Đây là giải U19 Đông Nam Á này. Mà đây là cái giải đấu được cho là một giải đấu cực kỳ quan trọng, là Hassanan Bukia ở Brunei. Giải đấu mà chúng ta đã giành giải nhì. Đấy, tất cả những cái kỷ vật ở đây đều kể cho chúng ta nghe những cái câu chuyện rất là thú vị liên quan đến Hồng Duy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bên này nhé chú nhỉ. Cứ mỗi một giải đấu thì bạn ấy sẽ giữ lại một quả bóng và giữ lại đôi giày mà bạn ấy đã thi đấu. Tôi thấy có một cái này rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó cũng cô giáo gửi tặng Duy. Vâng. Cái này là lúc mà Duy về U23 Thần Châu á, về thì giống như là người ta nói là về lặng lẽ, âm thầm lặng lẽ về, không có ai thấy quan tâm gì đó. Rồi cô giáo tự đặt ra bài thơ như thế này, là cô giáo dạy Duy hồi nhỏ. Vâng. Đó, đem tặng cho Duy cái bài thơ này. Cô giáo mặc áo tím này đúng không ạ? Đúng rồi. Cô giáo Mạc Thanh Bình. Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài thơ của cô giáo. Em chiến thắng trở về trong yên lặng, không ồn ào, không kẻ đón người đưa, không còn cảnh trống rong cờ mở, nhưng vẫn tự hào, trân trọng lắm em ơi. Trên sân cỏ cũng lặng thầm tỏa sáng, chân trái dẻo dai, em dứt bóng cừ khôi, giúp đồng đội ghi bàn thắng đẹp U23 trên cả tuyệt vời. Rất là hay, câu thơ, bài thơ rất là hay. Nhưng mà tại sao một người hùng của chúng ta khi trở về mà lại không có ai ra đón hoặc lại về lặng lẽ như vậy? Ở ngoài Bắc thì đa số ngoài đó đông đảo, đoạn đây có một mình giống như là đơn lẻ vơ vơ quá, rồi cũng không ai để ý tới cái vụ đó. Rồi khi nói chứ rồi khi mà xong rồi chính quyền cũng thấy một hai ngày người ta làm, người thấy bắt coi mạng coi tivi á, rồi người ta cũng nói ngay, người ta cũng đến cũng thăm hỏi rồi chúc mừng, cũng đông đảo, nhưng mà muộn hơn người ta một chút thôi. Nói như là Công Phượng này, hay là Xuân Trường này, Bùi Tiến Dũng này, Quang Hải này, Đoàn Văn Hậu này, là thậm chí là họ đón ngay tại Hà Nội cơ. Lúc này bố chú với thím là tính đi rước, mà cứ điện mà nó không cho, nó cực lắm, giờ là đông đảo nó cực lắm, để con đi taxi về. Thì về đây thì lúc đầu có cha mẹ với hai anh thôi, rồi xong rồi cũng có anh em chú bác rồi đó. Anh em ruột chú bác trong nhà cũng lại theo thăm này, chứ cũng đúng chứ về cũng tối rồi, 8 giờ đêm rồi cũng không ai biết. Rồi khi về thì qua sang ngày mai thì mới là đông là chú cũng nể là thế này, cũng có vài người mà cha mẹ mà chở những đứa con nít đâu chừng 7-8 tuổi, từ ở Bù Đốp, từ Phước Long hoặc là từ ở Đắk Nông, bắt buộc cha mẹ phải chở ông Đa qua để chi có cái chữ ký chụp hình không thôi mà kêu cha mẹ phải xuống vậy chú mới nể chú mới. Nhưng điều quan trọng đó là tình cảm. Còn có một đoạn dài nữa. Đây là cô này cũng như cô nhắc lại cái thời xưa, mà thời mà cô dạy tới hôm nay mới gặp lại em á. Nên cô mới đặt như thế này: bao năm rồi nay gặp lại em, vẫn ngoan hiền như thời thơ ấu, vẫn nụ cười tươi trên gương mặt đáng yêu, vẫn hòa đồng dễ thương và thân thiện, vẫn ríu rít bên cô như những thuở nào, tình cảm đó làm cô xúc động, thật đáng tự hào, trân trọng phải không em? Hãy giữ mãi nếp gia phong em nhé,
ba mẹ dạy em từ thuở lọt lòng. Nay em đã là người hùng tỏa sáng, chỉ mong em vẫn cố gắng nhiều hơn. Tất cả mọi người yêu em và quý mến, hãy đáp đền bằng sự nghiệp tiến lên. Hãy cống hiến hết mình em nhé, bởi đất nước cần những cầu thủ như em. Chúc đồng đội của em luôn tỏa sáng, mãi mãi thành công và mãi mãi vinh quang. Xin cảm ơn cô Mạc Thanh Bình với một cái bài thơ rất là hay, rất là tình cảm. Bên này thì chúng ta còn thấy rất là nhiều những cái tấm ảnh được các cổ động viên tặng. Đây có lẽ là một trong những hình ảnh cực kỳ là tiêu biểu của Hồng Duy. Hồng Duy sau khi ghi bàn thì thường đưa một hình trái tim như này. Đó. Mến mộ gì Gareth Bale. Đây chính là cái cách ăn mừng của Gareth Bale. Cái này thời đá với Úc nè. Đúng rồi. Úc gì đó. U19. Đây chính là vòng loại của U19 châu Á tại Malaysia năm 2013. Trên bức ảnh này thì tất cả các cầu thủ của chúng ta đều có một cái băng đen. Chính là cái băng đen ở bên dưới Văn Toàn đây, chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Đây chính là cái băng tang của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó. Và ngày buổi chiều ngày hôm trước thì trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi đã đi mua vải về, và tất cả những cái băng đen này đều do các thành viên của đội tuyển của chúng ta tự cắt và tự khâu. Đó là một cái kỷ niệm mà chắc là không thể phai mờ trong cuộc đời của mỗi anh em cầu thủ. Khi mà đứng trước cái góc kỷ vật của em, em nhìn lại mỗi một cái kỷ vật đó là mỗi một cái quá trình, nó thật sự nó rất là khó khăn đối với em. Khi mà em nhìn lại đó không phải chỉ để cho mọi người nhìn thấy, mà là để cho mọi người biết đó là một cái kỷ vật đó, đó là mỗi một cái kỷ vật đó là một cái động lực để giúp em trưởng thành hơn trong tương lai sau này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một cái khu mà với Hồng Duy là một cái khu mang lại đầy đủ những kỷ niệm từ thuở niên thiếu, và đấy cũng là một trong những sợi dây liên lạc cực kỳ chặt chẽ giữa Hồng Duy với gia đình. Bà nội thực sự là rất thương em và có nói một câu với ba mẹ rằng là tụi bay bán cháu tao luôn rồi hay sao. Kêu ba mẹ em là nếu trong 2-3 ngày nữa mà không cho nó về thì tao bỏ nhà tao đi. Rồi cứ hăm dò chú là nếu mà không cho Duy về là bà sẽ bỏ nhà bà đi. Cho nên là cầm lòng không được. Mẹ già mà chưa thấy mình chịu làm cha chịu cũng không nổi, thôi qua bệnh lén lén 12 giờ trưa đi ăn cắp đi ăn cắp về. Tức là lúc đấy là chú có thể kể lại câu chuyện chú đi ăn cắp Duy về như nào ạ? Lúc đó khoảng trưa, đứng trưa. Rồi kêu không nói là nhà nó thấy là phải đi vào bệnh. Rồi là kêu Duy ra ngoài rồi đấy.